cô chú ơi, thôi mở đèn lên cho đẹp con. Con tiết kiệm điện cái gì vậy? Ai mượn? Đó, đẹp quá. Cái trong trong tàu lâu đài của công chúa là phải có đèn, mở đèn lên. Đúng rồi. Chay à? Không. Đó, mẹ hai mẹ con đang chơi trong tàu lâu đài nè cô chú biết bây giờ là mấy giờ chưa? Bây giờ là 11 giờ khuya, hai mẹ con okay, chơi. Mommy. That's the first time forever. Nhưng mà biết sao không, chừng nào mình đây nè, đi vô đây nói cho cô chú nghe, chừng nào mình mới đi mua à, Anna, công chúa Anna. À, quá trời Anna luôn. Đúng rồi, quá trời Anna luôn. Con muốn ai? Muốn bụng. Bụng nào? Quýnh lộn mẹ ơi. À, quýnh lộn luôn hả? Dạ. À, muốn cái ông mà mua cái ông mà quýnh lộn với lại Elsa phải không? Dạ. Ờ, quýnh lộn vậy hả? Dạ. Rồi con phải say Elsa. And Anna, Kristoff and Jen, mẹ ơi. Ừ, đúng rồi. Into the un. Ê, 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 sập lâu đài, sập lâu đài. Sập lâu đài, sập lâu đài. Into the un. À, cô chú coi, cô chú coi bộ đồ unicorn đồ ngủ mua ở ở Costco hôm bữa nè. Đó, hello, đây. Hello. Ừ. Hello. Chay à? Messi. Rồi. Hello. Hello. Con muốn ăn. Con muốn ăn gì? Con muốn ăn yogurt. Con muốn ăn yogurt hả? Dạ. Mẹ đi lấy cho con nha. Dạ. Con nói thiệt hay nói xạo? Xạo. Con nói xạo hay nói thiệt? Nói thiệt. Rồi, bây giờ nói thiệt hay nói xạo? Nói xạo. Bây giờ mà bây dạ, giờ nói... không cười mẹ. Này, không cười, đâu có cười. Con muốn vô cười. Con muốn vô thịt mẹ ơi. À, con muốn ăn thiệt không? Dạ. Thiệt hay xạo? Xạo. Xạo hả thiệt? I love you mẹ ơi. Oh, I love you more chị đi. Trời ơi, I love you mẹ ơi. Trời ơi, nó nói con yêu mẹ đó cô chú. Con yêu. Yêu ai? Yêu mẹ. Con yêu mẹ mẹ ơi. Ôi đất ơi. Mẹ. Con yêu mẹ nhiều gì nhiều gì? So much. So much, right? Mommy, hold this. Enjoy your food. Con nói con yêu mẹ nhiều gì? Con yêu so much. Hello. Không, con nói con yêu mẹ nhiều lắm. Hello, mẹ bỏ lên đây. Con phải nói tiếng Việt, con chú mới hiểu. Hello, con mẹ yêu ơi. Mẹ nhiều lắm. Mẹ bỏ lên đây chưa? Mở bên đó phải không? Dạ. Bỏ đây luôn nha. Oops. Don't watch me. Dạ, chơi mấy em đó. Sắp mấy em rồi nó chơi đó. Ăn rồi tối ngày mẹ mẹ chơi con. Mẹ mẹ. Cái ký này. Cái ngày cuối cùng này. À nó bẻ chân xuống chơi Elsa ngồi đó cô chú, thấy không cô chú? Dạ, Elsa ngồi hơn em. Elsa ngồi em hả? Ok, để em bảo vệ cho Elsa nha. Mệt quá hả? Sắp vậy xong mà mệt vậy đó hả? Mệt sao? Mệt sao? Ôi trời mệt vậy đó, đúng rồi. Rồi, cái này là cái gì? Qua này Rapunzel đầu buộc tóc rối. That's so cute, mommy. Trời ơi, that's so cute, mommy. Nó nói, nó dễ thương quá, mẹ ơi. Không có like Elsa, mẹ ơi. Không có best like Elsa, mẹ ơi. À, là sao? Nói gì nó nãy đây? Rapunzel không có like mommy. À, là Rapunzel không có cái đầm y như là Elsa, phải không? Yeah. Tại vì hai người đó là hai người khác nhau mà. Nên là phải hai mặc hai cái đầm khác nhau. Yeah. Chứ đâu có được mặc hai cái đầm giống nhau. It's the same mom, it's the same nose. À, cái mũi giống nhau hả? Yeah. Con nói đi, cái mũi chay. Cái... À, cái mũi giống chay hả? Yeah. À, đây mẹ coi cái mũi chay coi. Ừ, đúng rồi, giống nhau. Much better than you. Con không có chỗ chay. Con, ok. À, không có chỗ chay ngồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đó đúng rồi, chơi ngồi đi. Rồi chơi ngồi mà chuẩn bị chơi cười nha. Chơi cười với mấy em rồi cô chú chụp cho tấm hình nha chưa. Rồi nè. Say cheese. Nhìn vô đây. Nhìn vô đây cheese đàng hoàng. One. Con trai này nó hết biết chụp hình rồi sao á. Cười. Nhìn vô đây nè cười. Đúng rồi. Okay, I kinda like
Thôi đừng có mở, để đây cho đẹp. Okay, on. On, please, thank no. you. You can't catch me. No. Đó. Thôi không có catch đâu, không có chơi catch đâu. Vô đây ngồi quay nói chuyện cô chú chơi vui vui nè. My friend likes the snow. Say no. Yes. No, yes, yeah. No, yes, okay. Mommy. If your wife is busy and like a princess, we die. Let me punch the mommy. Let me punch the mommy. À cái tóc, à cái đèn màu vàng giống như Rapunzel vậy hả con? Yeah. Em té rồi. Let me pick it up. Con dựng em dậy đi. Hồi tối nay, ủa nữa rồi. Hồi tối nay con có ngủ đây với em không? À bỏ cà phê đó hả? À bỏ cái ly cà phê đó đó. Thì bên rủ uống cà phê hả? Rồi con nằm xuống đây con ngủ đi. Nằm xuống đây ngủ giấc đi. Be quiet. Rồi im lặng. Be quiet, you'll be punchy. Be quiet, em ơi. À, con... because... con nói em ơi, mấy em ơi im lặng. Im lặng, oh sợ ơi. Em bé bị oh. Em bé im lặng. Em bé im lặng. Đúng rồi, im lặng em sợ. Em lặng chú ơi. Em lặng chú ơi. Ai chú em nào em... đâu? Chú nào? Ơi. Chú nào nãy con kêu chú nào vậy? Chú này hả? Dạ. Kêu con cháu còn im lặng chú ơi. Im lặng puppy. Heo ơi, im lặng heo ơi. Em ngủ từ từ mẹ ơi. À ngủ từ từ, ok, ngủ từ từ đây. Nằm. Be quiet. À đúng rồi cho guys. Chị. Oh, be quiet guys. Trời ơi, nó nói mấy đứa im lặng. Want to sleep with me. À, con nó hỏi Rapunzel có muốn ngủ với nó không? Want to sleep with me đó. Must you sleep with me? À, họ có muốn ngủ với nó không á? I don't lay on my bed. Just on my head. Làm sao? One. Thôi một đứa thôi chứ nhiều đứa quá rồi chỗ đâu con ngủ. Vòng tay mình chỉ có thể đón nhận được một người thôi con à. Quiet, okay. Đâu ai nói tiếng nào đâu nãy giờ con có nói không đó, có ai nói đâu. Mẹ ngồi đằng sau camera mày không hề nói một chữ nào luôn á. Tiếng Anh không. Mệt mỏi mà. Let me make up this. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Put me in mẹ ơi. Làm gì? Make up bé mẹ ơi. Ồ làm sữa cho em bé uống hả? Dạ. Trời ơi em bé đó bụng phải hay gì? Phải mẹ ơi, em bé bụng. Em bé đó bụng hả? Trời ơi giữa khuya em bé đó bụng đi ra làm được là làm sữa cho em bé đó cô chú. Con lại lấy giùm mẹ điện thoại, có điện thoại chú cô chú nhắn tin kìa. Thôi làm gì lâu dữ vậy, em bé khóc ôi 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 ôi. Con nói đi, im lặng. Im lặng. Chờ chị chút. Ăn. Xong chưa? Rồi ăn, vô đây ăn. Rồi đi. Okay. Trời ơi cho ăn gì mà thải cho đồ người ta ăn mà như cho heo ăn cho gà ăn à. thải cái ào như vậy thì sao người ta ăn? Đẹp ôi áo này mặc buổi tối ấm lắm. No. Không bé ơi, không mặc mẹ ơi. Mẹ đi vô cái cờ, à chưa có cờ mẹ ơi. Sao? Cái cờ. No. Ờ mẹ, mẹ yêu yourself. Nói tiếng Việt. Mẹ ơi mẹ. Mình sao? Mẹ lấy này. Lấy này sao? Lấy cái muỗng. Lấy cái muỗng. Cái muỗng phi cho em bé mẹ ơi. Cho em bé ăn mẹ ơi. Cho em bé ăn. Con em bé ăn. Đúng rồi. Con coi nói lại hết nguyên câu coi. That's Phoenix. Rồi con nói đi mẹ ơi. Con muốn ăn mẹ ơi. Sao con rối vậy chay? Rồi con nói mẹ ơi sao? Mẹ ơi mẹ. Vừa ăn bé mẹ ơi. Cho em bé làm sao? Con ăn bé. Ăn. Ăn. Đúng rồi, rồi nói lại coi. Mẹ ơi. Làm sao? Mẹ cho em bé, mẹ đút em bé ăn. Con nói đi mẹ ơi, mẹ đút cho em bé ăn. Ủa nó dạo này nó chơi đồ hàng nó xạo dễ sợ. Chơi cái chân mẹ ơi, hồi sáng nè mẹ bồng con mẹ nhảy lên mẹ nhảy xuống, bây giờ cái đùi mẹ nó đau quá chơi ơi.
Mày đi muốn không nổi luôn á chay. Đi muốn xì cà nhật mẹ không? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ không ăn cơm mẹ ơi. Không ăn cơm hả? Chứ giờ ăn gì? Ôi, đang hamburger hả? Dạ. Trời ơi trời. Mẹ mẹ chơi chơi hamburger mẹ ơi. Đi vô chơi đồ chơi hamburger hả? Dạ. Thôi làm biếng đi quá. Mẹ mẹ đi con mẹ ơi. Đi con không? Ok mẹ. Đi đi chơi vô chơi đồ chơi hamburger nha. Mẹ chưa chơi. Ờ đi đi đi. your face so silly, JD. It's so mean, mommy. Who's mean? Mommy. Mẹ làm gì mà mẹ mean? Con. Nó đàng hoàng. Mẹ đi con mẹ ơi. Look at your face. Mommy đi con mẹ ơi. Đây 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 đây. Mommy. Rồi cô chủ ơi, chơi bây giờ tiếp tục chơi với cát nữa. Chơi không ngừng nghỉ luôn. Trời ơi cái mặt bữa nay trắng tươi, trắng bông, trắng bóc hà. Không không sao, cắn miếng con đi. Bậy hả? Chơi chơi. Mấy con vịt đó nó nằm ngoài đó nó làm gì chơi? Nhìn thẳng. Mấy con vịt ở ngoài đó làm gì con? Làm ăn cái cây. Nó ăn gì? Cái ăn grass. Ăn cỏ. Ăn cỏ mẹ ơi. Đúng rồi, phải nói tiếng Việt. Grass, tiếng Việt là cỏ. Bỏ lên đây. Bỏ lên đây hả? Chay ơi chay, bây giờ cái đôi bông của con để mẹ vô mẹ kiếm cái chiếc cái đôi bông khác ở trong tủ để mẹ đeo vô cho con nha. Số ăn rồi cứ làm mất bông hoài vậy. Mỗi lần thay đồ ra là mẹ dướng dướng cái là bay đôi bông nó mất tiêu. Cái này. Ừ, mất luôn rồi. It's okay. Sao it's okay được? Trời nó nói it's okay. Nó nói không sao mẹ ơi. Có được không? Không sao. Trời ơi không sao mẹ ơi. Mẹ ơi cái này. Cái gì vậy? Cái chai mẹ ơi. Hả? Cái chai. Cái chai làm sao? Cái chai. À cái đó, cái đôi bông đó. Cái đôi bông giống chai mẹ ơi. Cái đôi bông giống chai đúng rồi. I'll put it back. Bỏ đâu vậy con cất đâu? Không có. Mặt cái gì thấy thương quá. Hùng mỉnh này. Con bỏ lên nhà. À con bỏ vô nhà hả? Trời ơi, con bỏ vô cất vô nhà đó cô chú. Nó cất vô nhà đó đó. Nó cất dễ kiếm kìa, chơi nó giục trong đó vậy đó. Nó bỏ vô nhà. Ừ, giỏi. Ê kéo tay áo lên, kéo tay áo lên. Đúng rồi. Trời ơi. Con chơi cho nó khỏe đi. Cho cái tay áo đi. Rồi, sắn tay áo trên cho khỏe đi. Trời ơi, có mô Phật đẹp dữ ta. Ai mua cho con cái sợi dây chuyền mô Phật à? Ai mua cho con sợi dây chuyền mô Phật á? Ai mua cho cái lắc á? Cô nói bà ngoại mua. Bà ngoại mua cho con mô Phật luôn. Ôi ơi, con tha rồi bữa nay mang về. Bây giờ con già giống gì kiều quá. Hả? Quýnh sen luôn. À con quýnh cát luôn hả? Quýnh sao đâu rồi, quýnh sao đâu. À quýnh cát luôn, nó quýnh sen luôn cô chú. Sen là cát á cô chú. Còn quýnh sen luôn. Quýnh nhẹ nhẹ thôi. Quýnh nhẹ nhẹ thôi. Mẹ ơi, mình quýnh nhẹ nhẹ thôi mẹ ơi. Quýnh nhẹ nhẹ thôi. Mẹ coi đi. Sao? Quýnh nhẹ nhẹ thôi. Quýnh nhẹ nhẹ thôi hả? Mẹ ơi, mẹ quýnh nhẹ nhẹ thôi. Quýnh nhẹ nhẹ thôi. Mẹ quýnh ai nhẹ thôi? Quýnh chay nhẹ thôi hả? Đâu có quýnh chay nhẹ chứ đâu có nghe lời đâu. Phải quýnh thiệt mạnh. Không. Sao không? Phải quýnh cho mạnh vô. Không. Phải quýnh cho mấy con có lằn ở trong đít á. Không. Nói không mẹ ơi. Không mẹ ơi. Mẹ đừng quýnh con. Chơi cần quýnh con. Hả? Trời ơi trời, nó nói tiếng Anh là lick like a dog, có nghĩa là nó tính le cái lưỡi nó liếm cát như giống như một con chó vậy. nó lick like a dog có nghĩa là liếm giống như chó liếm vậy. Trời ơi trời, không có chó rồi hả? Yeah. Nhưng mà con nói con muốn liếm giống như con chó mà. Trời ơi, lick like a dog. Lick like a chicken, mommy. Lick like a chicken? Yeah. Con gà đâu có liếm đâu, con gà nó mổ. Mổ vậy nè. Vụp, vụp, vụp. Đó, nó mổ vậy đó. Chứ đâu có liếm đâu. Trời ơi, nó nghĩ sao nó nói được ra được cái câu đó vậy trời. Lick like a dog là liếm như chó. Bó tay. Look, mommy. Mẹ ơi, nhìn nè. Đúng rồi, con đang làm cái gì á?
Con đang làm mà con đang gì? Ồ, con làm dưa hấu hả? Nói tiếng Việt coi. Cái này là cục đá. Nó nói cái này là cái rock. Rock là cục đá, cô chú. Cục đá. Ok mẹ ơi. Ok con ơi. Ok, don't leave pump on it. Hả? Leave all the pump. Đủ chưa? Không phải rồi. Gì? Cái nào? Cái gì? Cái mountain. Cái mountain hả? Ừ. À, con làm thành cái núi á hả? Con làm thành cái núi nè. Ừ, con làm thành cái núi nè hả? Rồi, có cái mặt này, cô chú có muốn hôn miếng không nè? Hôn miếng nè. Giỏi. Thương không? Tình cảm lắm á cô chú nha. Phải giỡn đâu á, con người ta biết hết á. Không ngờ thì cái chứ không ngờ mình đẻ một đứa con ra. Cái tới nó 1 tuổi, 1 tháng tuổi, cái xong rồi tới nó 2 tuổi, giờ tới nó 3 tuổi luôn rồi, không ngờ nó. Ok. Ủa bây giờ con muốn cái gì? Con muốn please. Không phải, nhưng mà con muốn làm cái gì? Con làm cái gì? Quay mặt lại đây, con muốn làm cái gì? Nói cho cô chú nghe con muốn làm gì. Con muốn làm ăn. Ai ăn? Dịch. À, con muốn cho dịch ăn phải không? Dạ. Ngọc đang ngồi trong nhà, nó nói mẹ dịch kìa, con muốn lấy bánh mì cho dịch ăn, có được không? Rồi bây giờ mày lấy bánh mì nha. Chị. Rồi, cảm ơn. Rồi, ê, xa ra. Để nó ỉa đầy đường. Xa ra, bước ra đây, xa ra. À, cái dịch này ăn không? Xa ra. Nè, rồi dịch ăn nè. Rồi, dịch ăn nè, ăn đi. Đó. Coi chừng đạp nha cha nha, coi chừng đạp nha. Rồi con chọi đi, chọi xuống cỏ cho nó ăn đi. Trời ơi, Ngọc đang ngồi trong nhà, nó chạy vô mẹ, con muốn cho dịch ăn. Ngọc không biết cái gì, cái Ngọc chạy ra, cái Ngọc thấy nguyên đám dịch nó đứng ở đây. Ok. There we go, mommy. Ăn đi. Xa ra, con chợ gần quá, nó đâu dám lại nó ăn đâu. Đó. It's for you. Nè. Thanks. Trời ơi, thanks. Cảm ơn đồ kia. Wow. Trời ơi, cái chổi miếng nó bự quá. Ôi trời ơi, con nó ăn cái miếng bự quá rồi. Tội nghiệp mấy con kia đây nè. Cho mấy con này nè. Đây nè, cho mấy con này nữa. Ăn đồng gì đó, ăn đồng chia đủ. Trời ơi, nó chổi kìa. Chổi gì thì đâu dám ăn đâu này con. Đó. Nói tiếng Việt coi. Trời ơi, chổi gần quá. Bẻ phân nửa ra. Đúng rồi. Mẹ muốn cho dịch ăn. Rồi đây nó nè. Don't follow me là nó nói đừng có dí theo nó. Như gạch của anh Phi nói tiếng gì anh ghê. Ủa còn ăn gì nữa, đang cho dịch ăn mà ăn cái gì? Đổ này ra. Đó. À, cho ăn đây nha. Nó thấy dịch ăn dễ thương quá, nó nói ỏ. Con nói ăn xong đừng có ỉa ra bậy nghe chưa? Ỉa sao đi, ỉa sao chơi? Hả? Mấy dịch nó ỉa cùng nhà cùng sớm anh sao chơi? Mình ý là chưa cho nó ăn đó. It's bad, right? Không tốt, đúng rồi. À, nó nói mẹ con cho mẹ ăn miếng nè, để mày chọi nha. Ăn đi. À. Trời ơi, con không có lại gần cho nó ăn được đâu chay, nó ok. Đứng xa ra. What is that here? I don't know. Is it? Thôi thấy chưa? Thầy cho con này ăn miếng đi. Ok.
cho con nó miếng này đó, cho miếng này. Over sideways. Over sideways là sao? This right here open. Không có nắng. Không có nắng, đứng đây không có nắng, đúng rồi. Nè cho con đằng xa nó kìa, con tút cả con đằng xa xa kìa kìa, đứng đây kìa. Oh oh, it chases me mommy. Có ai đâu, trời, nó nói oh oh it chases me mommy, có nghĩa là mấy con nó dí con hả mẹ. Đây nè, cho cái con đằng xa kia kìa, cái đằng xa kia kìa, đây nè. Con đằng xa đó đó. Đó, xa đó đó. Đây 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 mẹ cho. Con mẹ mệt con quá. Con đằng xa tuốt mẹ xa kia kìa. Trời ơi coi dục kìa. Mạnh lên. No. You can't. Xí, tại vì con đó chứ con thải gần cái con nó quá nó ăn hết rồi. Kỳ ghê á. Đúng rồi, cho con kia kìa. Đó, đúng rồi. Trời ơi, con kia thôi, cái số phận là nó không ăn được rồi cha ơi. Con thải tới nó mà nó không thấy luôn. Yeah. Thôi, ác cũng là cái số. Yeah. Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không được thì thôi. Đành mặc cho số phận đi. Nói tiếng Việt. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ai? Ê, con kiss mẹ ơi. À, đó. Con vịt nó ăn cái miếng của con thải ra phải không? Không có một ai hiểu Chay nói gì hết, chỉ có mẹ Chay hiểu thôi cô chú. Rồi rồi, last one. Rồi cho ai? Con cho con nào? Miếng cuối cùng con sẽ cho con nào? Ồ, oh, vậy hả? Nó nói mẹ mẹ cái con vịt nó khè cái lưỡi nó ra sợ quá. Chạy lại ôm mẹ. Mẹ his mouth is scary mommy. Có nghĩa là mẹ cái miệng của nó nhìn cái miệng của nó nhìn thấy ghê quá, tại vì nó là nó khè á. Đó, nó lại khè vậy nè. Nó khè vậy đó. Khè đó có dịch, dịch khè đó có dịch. Nói tiếng Anh không à. Ok, that's so. Xong okay. Chưa? Có đến. Mẹ no. No sao? Nè, chay lại đây nè chay. Halloween kìa chay. Halloween kìa. Halloween. Hai con chay, con ngồi kế đây nè, chụp hình Halloween đẹp lắm á. Ô ra ngồi lên gần trái bí. Lẹ lên mày chụp tấm hình cho Halloween đẹp. Không. Trời ơi không chứ có đập cho con đập với nó đấy không. Có được không? Thôi không lại mày ngồi. Đây coi là mày lại mày ngồi nè. Ui cha ơi. Với đâu ạ? Trời ơi đi lấy bánh mì được á, không hết bánh mì rồi. Không có cho ăn nữa, hết bánh mì rồi. Ăn nhiêu đó đủ rồi con. Đủ rồi con. Hỏi đi đâu vậy? Đi lấy bánh mì. Mẹ lấy bánh mì, mẹ ơi. Thôi, mấy con nó đã ăn rồi. Trời ơi, con có cái răng nó thấy ghê không? Có cái răng, cái miệng nó thấy ghê không? Đó. Con có sợ cái miệng đó không? Mẹ kìa sợ quá. Hả? Mẹ kìa sợ quá. Sợ quá hả? Thôi đi vô chơi đi. Cãi nó đi. Bàn tay mình đâu có thể che được cả vũ trụ đâu con. Hey, mẹ ơi mẹ. Gì con? Cái people say mẹ ơi. Ai? People say về không? Ai? Về không? Gì nào? Về. Về nào? Về. Nói gì không hiểu nói gì vậy? People về không? Thôi nó không hiểu gì hết nói gì. People say không? Đi rồi không mẹ ơi? À ý là con hỏi đi rồi có nhà không á hả? Trời ơi, nó hỏi đi lượt có nhà không mà nó hỏi đi rồi về không?